Theo dữ liệu dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết các khu vực trên cả nước có diễn biến khác nhau. Khu vực Nam Trung Bộ, tối 28 tháng 8, dự báo mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tối 28 tháng 8, dự báo mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, ngày 29 tháng 8, dự báo thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Các nơi khác ở Bắc Bộ, ngày 29 tháng 8, có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ có nơi trên 35 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 8, dự báo thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 31 tháng 8. Báo Lao động sẽ tiếp tục cập nhật thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý trên cả nước.